Rồi, Lisa trở lại chương trình. Để coi các bạn chúng là hỏi Lisa như thế nào đây. Lisa ơi, em hoang mang quá, nghe nói rằng qua Tết là sẽ đổi tiền rồi, phải không chị? Nghe nói mùng 6 tới mùng 8 gì đó. Rồi trả lời cho em, dù cho nó không đổi tiền, bởi vì tất cả những cái người mà lên đây người ta thông báo cho người dân Việt Nam nghe thì cái đảng đĩ nó không lấy tiền được của các em, thì nó có thể nó chờ đợi, nếu nó không đổi tiền thì nó cũng in ra hàng ngàn tờ tiền để nó phá giá đồng tiền, cho nên vấn đề là các em chỉ giữ vừa đủ tiền để mà xài mà thôi, còn bao nhiêu là ra ngoài chợ đen âm thầm, bây giờ nó tung tăng nhảy múa, nó đéo cần luật pháp gì hết, đô la tao nói nó tung tăng nó nhảy múa ở ngoài, những này là chợ đen các em mua các em để dành chứ có gì đâu, cứ hỏi chị hoài, bộ các em thương mến đồng tiền của cái lũ chó đẻ cộng sản lắm hay sao mà các em giữ đồng tiền nó để làm cái đéo gì, dù nó không đổi tiền cũng không đem tiền vào mà để trong ngân hàng để nó cướp của các em, để vừa đủ tiền mà xài thôi nha. Trong dịp Tết này đó chị âm thầm á, chị móc nối với thằng Tàu Cộng chị cho nó đem tiền ào 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 qua cho đất sập nền kinh tế của đảng đĩ, cho bỏ cái tật mất dạy. Cho nên các em đừng có những này là hỏi chị, những này là chị ơi ngày nào chính xác bộ thằng chó đẻ đảng đĩ nó ngục mà nó cho chị biết chính xác ngày giờ à, những cái nguồn tin là những người làm trong ngân hàng nhà nước người ta xì cho chị nghe, người ta kêu chị thông báo cho tất cả mọi người nghe, thì bây giờ các em nghe như vậy đi, phòng bệnh hơn là trị bệnh mà, đúng không? Có những người vô hỏi như chị với chừng này đổi tiền ngày nào đổi giờ nào đổi khi nào đổi để đổi xong rồi chứ này là cái bằng đó là em cầm tiền ra để mà em đem vô em cúng mẹ nó gửi trong ngân hàng cho cái đảng đĩ nó ăn nữa. Lên trên đây, đây là mạng xã hội Facebook. Những cái tin tức nào mà lừa bịp ở tại Việt Nam thì chị sẽ nhắn là cho mọi người nghe. Những cái âm mưu nào mà để nó cướp đất, cướp nhà của người dân thì chị cho mọi người nghe. Chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, trả lời cho em như vậy. Cho dù nó không đổi tiền thì đồng tiền của nó sau cái Tết này bắt đầu bây giờ nó đã từ từ phá mẹ nó giá đồng tiền rồi. Nó in ra hàng ngàn hàng triệu những cái vấn đề là kêu bằng là tiền, tại vì tiền đó là tiền vàng mã mà các em giữ không có lợi mẹ gì hết trơn á, đắc đĩ mà cần chứ mà phải vấn đề là quan tâm, cho nên dù nó không đổi tiền cũng không ai ngu dại gì mà đem tiền vô trong ngân hàng cứ để nó trống phọc như vậy, nó kệ mẹ nó đi tao còn vui nữa, để nó trống mẹ nó vậy đi khỏi có cần vấn đề là đổi mẹ gì hết trơn đó, để cho ngân hàng nó dòm với nhau đi đó, để cho nó cho chứ này là cho người ta mượn hay làm gì đó kệ mẹ nó đi nha, chỉ vậy thôi. Chị ơi, Tết năm nay tụi đảng đĩ nói không bắn pháo hoa để dành tiền cho dân nghèo mà có thấy gì đâu, năm nay cũng như năm ngoái hộ nghèo không được tiền gì cả, cũng giống hệt như vậy thôi chị ơi. Tết năm nay ở Việt Nam không có cái gì mà gọi là không khí Tết hết á chị.
Chị nhận được những người bạn bè của chị ở ngoài Bắc Ninh đôi kia người ta đốt pháo tưng bừng, ta đéo cần lệnh què với cho tao qua bên Campuchia, người ta mua pháo, tao qua bên Tàu, tao đi về. Người ta tao nói hả sát pháo nó đỏ lè ở trơn á, đồ mẹ nó ra tao đâu thèm sợ què gì đó. Các em nghe lời đáng để các em ăn, cái này là các em sợ quá thì các em ráng chịu đi. Ở ngoài vùng ngoài, ở ngoài Hà Tĩnh bây giờ ta ăn mừng tưng bừng luôn, ta đốt pháo mà dễ dàng luôn, nhưng người ta đéo có sợ, cái này là cái bằng lực què chứ trơn. Tới Tết rồi ta ra ta ngồi ta quất bài luôn, mà chỉ có ở miền Tây sợ sợ thôi. Chị nghe nói đây là nhiều thằng chó đẻ 3 ngày Tết đó, người ta đi ra người ta quánh bài rồi cái nó kiếm chuyện nó lại bắt đầu nó hốt mọi người, nó trời ơi trời 3 ngày Tết được quyền quánh, mà nó ai ai cho được quyền quánh, thông tư nào cho được quyền quánh, đủ mẹ tao tới đây tao hốt tiền. Trời ơi tao nói hả mấy đứa nó nhỏ, nhỏ còn đi học, mới học lớp 6, lớp 7 cha mẹ lì xì ra ngoài đặt một cua cá cược, đủ mẹ nó thằng công an xã nó cũng tới nó hốt mẹ trơn, không còn một đồng bạc nào trơn, mà người dân ở đó ngồi làm thinh. Thử ở miền ngoài đi, nó quách lùi lùng mẹ luôn, chứ mà đặc xạo mất dạy cái thằng chó đẹp đó. Chúng này là cái bằng mất dạy tụi bay nha. Cho nên nó những cái thằng nào mà ở ngoài chính trị bộ, những thằng chó đẻ nào công an, mày vũ sổ những cái thằng súc vật này, những cái thằng chó chết này, những cái thằng trâu bò này, như cho đó, nó lợi dụng như vậy đó. Các bạn đưa cho Lisa đi, tên thằng chó đẻ nào tới hốt sòng bạc trong ngày mùng 1 Tết, thằng chó nào, con chó nào, ở xã nào, ở huyện nào, nhận lệnh của thằng chó đẻ nào, tao đào mộ quốc mã mày lên tâm mày không, mà những này là cắt chức tao không phải là người, mà tao cho người giết chết con đĩ mày mày luôn, những ngày Tết mà mày làm mất dạ như vậy nha. Ở bên hải ngoại này các bạn thấy hôm qua Lisa xây lên cho các bạn coi những cái video đó, người ta ăn mừng người ta đốt pháo, các bạn thấy như thế nào các bạn biết rồi đó. Trời đất quỷ thần ơi, tao nói hả mẹ nó ra người ta đốt pháo tung bừng qua lá hết trơn. Trời ơi, bầu cua cá cọp hả mẹ nó ngồi chơi, chứ này là cái bằng là liếu lo hết trơn. Thậm chí bạn bè của chị mời chị lại hồi hôm này nè, thứ bảy. Ngày hôm qua là thứ bảy đó, bắt đầu là cái bằng là hồi hôm đó, bắt đầu là mời chị tới nhà chơi đặt bầu cua cá cọp, mẹ quýt bài ba lá, chị vô chị làm cây cái mẹ nó ra có 4 nốt bài rồi. Nói chung ra cũng ăn được vài tụ bù với 32 nút, nói chung ra lỗ cũng được có 200-300 đô thôi à. Mà thôi chị không chơi nữa, làm chị làm cái ngộ lắm, đầu năm chị làm có 1 cây một à. Nếu mà chị làm mà nó thắng đó thì chị làm thêm nữa, còn nếu chị làm mà nó lỗ chừng 200 cái chị nhát lắm, chị nghĩ chị nói ôi tao không chơi nữa mẹ nó ra mệt. Chị nhảy qua bắt đầu là chị gỡ ghẻ, chị chơi bầu cua cá cược chị gỡ lên được đâu 700 đồng bạc, chị lời được 200 đô. Giờ chị nghĩ luôn rồi, chị nói cầm 200 đô nó ra đầu năm đầu tháng là hơn rồi, khỏi cần mẹ chứ. Chị quánh bà chị nhát lắm, chị ngồi chị canh me mà tụ thằng nào mà chị thấy mẹ nó thua đạ mạng rồi đó ha, không lẽ nó thua hoài 3 cây sao, cây thứ tư bắt đầu là nó đặt nữa rồi, bắt đầu chị ăn ké vô liền à. Hoặc là nó ngồi nó đặt chứ 4-5 cây nó xui quá, nó đứng dậy nó nghĩ là chị nhảy nhảy vô chị ngồi trong đống là chị ngồi chị đặt, chị ăn tiền vậy hả. Chị chơi cái canh me ghê lắm, chị quýt bà là chị ngồi chị liếc mắt của chị y như là hả mẹ con đại bàng Eagle diều hâu của Mỹ vậy đó, để mà chị canh me có thằng nào mà ngồi mà đánh mà trước đây là cái mặt đứng dậy còn có quần xà lót á, mà chị bộ chị nhồi vô cho chấm đầu chị đặt vậy đó, mà chị chơi mấy cái mạng vậy mà chị ăn hoài với đó, chị chơi như là chị ăn à. Còn thằng nào mà quýt mà ăn rồi đó hả, mà bắt đầu là chị không bao giờ chị vô nó đâu, dẹp đi. Chị thấy mà mày ăn mà 3-4 cây liên tiếp là bắt đầu mày chuẩn bị mày làm cái rồi, cái đó ha, là chị coi cái thằng nào mà càng thua đó ha, chị nhiều chị ngồi ngay cái tủ đó chị vớt một cọc tiền như vậy đó. Nó ê nghe, bà Lisa à, bà đừng để tiền mà vấn đề là kêu bằng là giấu đồ mới không được nha, tiền lớn mà để lên trên mặt nghe chưa, tại vì chị chơi cắt cớ lắm, chị thấy nó không dám dở đó, cho nên chị lấy giấy 100 đô đó chị nhét ở dưới đó, chị giấy bộ chị bọc bọc lên nó trên giấy 20 đô với 5 đô 1 đô, nó đâu biết đâu, chị giấy bộ chị nhồi cọc vậy đó. Nói mẹ nó ra nhịn mặt ly xà gian lắm nè, mẹ cọc tiền là bao nhiêu bà nội, mẹ nó ra nó cầm nó giật ra dưới toàn là đủ, mẹ đủ một cọc giấy 100 đô không mà mẹ giật ra cầu 3.000 đồng, mẹ mày mà mày, mẹ nó ra tao trúng một cái rồi mẹ mày có 3.000 mà chúng ta không có cho mày đứt dây mày đi mẹ mày luôn đi. Chị chơi gan ở Việt Nam đó chị cũng vậy đó, chị thấy thằng nào mà nó ăn mà có bà nó gần giờ xong mà chị không nói đâu, chị lấy tiền mà lớn lớn đó chị cuộn ở trong á, chị dồn 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 trong cho một chơi đưa lìa dài tờ tiền nhỏ lên trên mặt không à, mẹ mà lỡ mà trước đây là cái bằng là mẹ chị trúng một cái rồi hả, nó giật cho nó đến một cái rồi hả, nó chửi thề không à, chửi trước đây là cái bằng tiếng Đan Mạch với chị không à, chơi chị chơi lạnh lắm. Cho nên nha, mấy ngày tư ngày Tết này nha, từ đây tới mùng 3 Tết nha, người dân quá khổ rồi, đảng đĩ tôi bay mấy thằng xã phường mà ngon mà tới mà lấy tiền lấy bạc của người dân đi, đủ mẹ năm sau khỏi ai quánh hết trơn, đi qua Campuchia quánh cho tao, tao cho tao bay đảng đĩ tôi bay nhất là tiêu luôn, bỏ tật mất dạy ngày ông bà tôi bay pháp không cho đốt cái quần quê cũng cho làm. Ở ngoài vùng ngoài nó đâu có nghe chỉ thị của đảng đâu, nó mua pháo nó đốt ì xèo ngoài, chỉ có miền Tây Sài Gòn được kia chở vô nhát
người miền Tây của mình coi vậy chứ dễ thương lắm, nó hụ cái mẹ nó gan nhát hết trơn, tìm được mấy người gan dạ giống như chị. Trời ơi, bởi vì chị mong người miền Tây mình phải gan dạ, phải dũng mãnh, phải kiên cường lên như chị vậy đó, đừng có nhát nữa. Người miền Tây giống này là khoái lắm, lựa gái nào mà giống này là cái bằng là chồng hiền như con gái vậy đó, thì bắt đầu mới lấy nhiều anh vô, bắt đầu tính tém tét ngồi miếng miệng cười không mắc cỡ mà e thẹn vậy đó. Trời đất ơi là trời, trời xanh chị mẹ gái, chị mà là chứ là con trai rồi đó, là chị cầm mã tấu mà chị tung hoành giang hồ cho mà thấy. Cho nên chị có chị sao này mà có con có cái hay cháu của chị cũng vậy nữa, không có chuyện mà những này là cái bằng là mẹ con gái mà không có lấy cái thằng mà hiền hiền nó, chị không có chịu nó, chị nó lấy là phải là những này là cái bằng là cu hồn cắt đảng âm binh đại càng cho tao, lấy thằng nào mà đủ mà càng dứa càng tốt thêm gì vậy thôi à. Chị ơi em xem chị lên sóng mỗi ngày, em thấy nhiều đứa comment mất dạy, sao chị không block lũ chó đẻ đó đi để tụi nó sủa, tụi em xem cũng bực mình. À, em yên tâm đi, cái đám chó dậu này chị không có quan tâm với nó, cái thứ đầu đường xó chợ ở trên đây nè, cha mẹ nó, nhất là chị là cái lôi mã mồ nó ra chị chửi con cha con gái mẹ nó được rồi. Cho nên em thấy rằng đi thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mà chị còn chửi nữa, cho nên lâu lâu cái chị lôi thằng Hồ Chí Minh ra cái nó nhảy cứng 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 lên, nó chị đâu thèm đưa cho chửi hoài đâu, chị nói chuyện cái chị thấy bắt đầu nó nhảy cứng 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 lên, cái chị với bộ chị lôi thằng Hồ Chí Minh ra cho chửi đi mẹ thằng Hồ Chí Minh, cái trời ơi giống như nước nóng mà đang dội trên đầu nó nhảy cứng 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 lên, cái bắt đầu hồi cái chị giảm xuống chị ngồi chị nói chuyện đưa mấy cái thông tin, cái nó đang ngồi nó im im nó nghe, cái lâu lâu cái chị dội lên đầu cái nữa, chị lôi đầu đẳng đỉ của nó ra nó nhảy cứng cứng lên, chị dội nó từ 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 từ, trời ơi cái này là cái chính sách của chị em yên tâm đi, chị cứ chế từ 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 trên đầu nó hoài cho nó chết gái mẹ luôn, nó còn đủ sức để nó chửi với chị hay không đó, các em thấy cái giờ bớt rồi đó, bớt chửi rồi đó, còn thằng nào mà vô mà xả rác nhiều đó là chị mẹ đưa nó vô trong lãnh cung, chị nhốt nó vô trong nhà giam, chị đưa nó vô trong thảo cầm viên của chị ở trong trọng, bây giờ là toàn là những thành phần mà giỏi bắt đầu là kêu bằng là thánh chát rồi kêu lên cho thật là nhiều đó, ngọc trinh ngọc trẹt rồi kia những này làm tốt nhất, chị đưa nó vô trong những này là thợ số cầm mẹ rồi cho chị nhốt đầu mẹ nó, còn thằng nào mà làm biếng mà chát trong một hai câu là chị để cho nó ở đó đi, lâu lâu chị dùng chính sách nước sôi chị dội trên đầu nó cho nó chết gái mẹ nó thôi chứ không quan trọng gì đó. Cho nên em yên tâm đi, chị không cần phải lót, chị không cần phải làm thương, cho chửi thoải mái luôn, chị không có sợ nhá, không mình tự do dân chủ mà mình chửi được, mình cướp mỏ nó đâu được, cho nên kệ mẹ nó cho nó chửi, để cho nó chửi nó càng chửi đông nó càng kéo vô đông, chị càng vui chị càng mừng để cho nó sum tụ luôn nữa, chứ chị không có chơi hèn như cái đặng đĩ nhé, không có chơi hèn như cái đặng đĩ mà trước đây là người ta chửi tới mình cái bắt đầu đồ bắt bớ người ta vậy đó. Chị nghe kể đó ha, chị lên cái chương trình này đó, chị kêu mấy đứa ở Việt Nam đó là những này là hóa giải cái cầu máu tháng của nó đó, tức là bằng cách đó là đem xuống dưới đáy vô trong trọng, hoặc là cho chó đáy hoặc nhúng cho trong nước cầu tiêu. Chị nghe kể mấy thằng chó trong phòng đi ngang qua nó hủi 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 cái cờ, trời ơi chị mắc cười quá trời luôn, chị cười hôm qua kìa mấy đứa em ở trong nước nó trời chị ơi chơi coi này chị ơi, hài không thể tưởng tượng được, mấy thằng chó đẻ trong phòng nó đi ngang qua cái xóm nó coi nó hủi hủi cái cờ nó coi, coi có mùi nước đáy chó của chị nói hay không, nó sợ chị tới mức độ như vậy đó. À, nó sợ chị tới mức độ như vậy đó, là các em biết không tao rồi đó, đó có nhiều đứa nó nói cây cờ mà treo lắp tắp đụ mẹ nó, bật khục quẹt đụ mẹ nó ra, nó đốt mẹ nó chẳng cháy mẹ nó cờ xui lắm, mấy đứa em chị nó nói kìa mới vừa treo cây cờ lên cái là đụ mẹ nó ra, vấn đề là kêu bằng là mẹ bỏ quên chìa khóa trong nhà, ống nước thì bị sụp, còn con đứa nó ở Cần Thơ nó nói chị mẹ xui chết mẹ chị ơi xui thân mạng luôn, mẹ gia đình người ta nhất là chuẩn bị chưa cho treo cây cờ lên ta vui vẻ, tự nhiên thọt cây cờ lên cái mẹ cái tủ lạnh nó đang chạy ào ào, cái tự nhiên mùng một Tết cái nó mẹ nó ra nó bị đứt cái bọc điện, tự nhiên mùng một Tết mẹ nó ra nó đất nó tắt bóng là chị ơi đứt bóng rồi. Mẹ nó ra xui dễ sợ luôn á, mẹ cây cờ chó cây cờ máu tháng chị nói đúng lắm, tao chị chỉ cho nó, chị nó đi ra lấy cây cờ vô nhúng vào trong cầu tiêu đó quẹt quẹt cho chồng dính cất ở trong càng tốt nữa, nó mẹ nó ra nó đem vô mẹ nó làm y như chị nó ra nó treo ngoài nó quá dại, mẹ nó ra đồ mất dạy treo cây cờ chó đó, cây cờ đó là biết bao nhiêu người mà ăn cứt gà bị chết ở trong cây cờ đó đó, đi vào cuộc chiến đó, cho nên những này là cây cờ đó, những người ta bị oan hồn tiểu tử nó vô cây cờ đó cho nên nó phá dữ lắm, cho nên đâu có treo được, chị nói rồi. Chị ơi chị, năm nay Tết tụi đảng đỉ xuống từng nhà bắt treo cờ, tụi em nghe lời chị lấy nước đáy tạt lên trên đó, đi từ nhà xem có ai không, không có thì tụi em tạt nước đáy lên, ta nói vui như ngày tẩy hội, rốt cuộc rồi mấy thằng chó đẻ văn phòng nó đi ngang qua nhiều thằng nó đi cử người lên hủi hủi coi cờ nó có dính mùi nước đáy không kìa chị ơi. Ừ vậy đi.
Hello chị Lisa, năm nay Tết buồn lắm chị ơi. Tại thành phố Hồ Chí Minh tuy không bắn pháo hoa nhưng các trụ sở phường, khóm mở cửa rất khuya, túc trực 24/24. Lính dân quân tự vệ dân phòng ai nấy mắt cũng láo liên như đi ăn trộm người ta vậy chị ơi. Ra vẻ như là chúng nó cảnh giác dữ lắm, ai đi ngang qua nó cũng nhìn, kể cả em luôn nữa. Có lẽ họ sợ dân tình dựa thời cơ giao thừa để mà đánh ập mấy trụ sở, cho nên tụi nó run sợ lắm. Tao nói thằng nào thằng nấy con mắt y như con mắt cú bọ vậy đó chị ơi, láo liên láo liếc nhìn gian không thể tưởng tượng được, y như con mắt chó phốc của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh chị à. Cho nên thôi em chỉ cho chị biết thông tin như vậy thôi, nó không bắn pháo hoa để nó tránh tụ tập đó chị. Chị nói em rồi, chỉ có người dân ở trong miền Nam mình sợ thôi, ở bên miền ngoài nó đốt pháo bông cái em thấy rồi đó, tưng bừng hoa lá luôn ở ngoài ngoài, người ta đâu có sợ đâu. Chị ơi chị, em thật sự không hiểu tại sao những người dân ở miền Trung bị lũ khốn nạn cộng sản hà hiếp cướp đất cướp nhà mà họ cứ biểu tình hô hào công an đánh dân, bà con ơi làm vậy để làm gì chứ? Tụi nó đã chấp nhận lộ nguyên hình rồi thì mình cứ việc ném bom xăng. À, tối lẻn vô nhà cướp hết hoặc là chặt đầu giết hết ném bom cho chết mẹ bọn nó luôn. Người miền Trung phải nổi lên thì dân miền Nam bọn em mới hỗ trợ nổi lên theo được chứ, tại sao họ cứ im ru hoài, không bạo động thì sẽ mất nước thôi nha chị. Em chờ gì miền Trung, ở miền Nam cứ việc làm đi, sợ mẹ gì. Hôm qua có cái người nào đó nói với chị, gửi cho chị coi những cái văn bản thằng chó đẻ ở công an nó bắt người ta phạt 20 triệu đồng. Chị hiến kế chị kêu đéo thèm đọc. Nó lên nó hỏi tại sao không đóng, nó ly xà nó kêu không đóng. Nó ly xà nó không có cho đóng. Ly xà nó nói mẹ nó ra tao không có tiền, giờ có lông nè lấy không. Đó. Nó giờ tôi hết tiền rồi mấy ông ơi, mấy ông ăn làm quá tôi hết tiền mẹ nó rồi, nhà cũng cướp đất cũng cướp nữa, tôi giờ tôi không còn, nhưng tôi còn lông lấy không. Còn lông lấy không, lông không lấy không, lấy lông đi. À, chứ gặp chị ở Việt Nam là chị la làng liền đó. Ta chị hiến kế cho cái người nào ở Long An, những người nào ở Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng đồ kia đó, mẹ nó tới mà nó đòi phạt đó, mẹ nó ra tao nói tao không có tiền phạt giờ mày muốn làm gì, tao có lông nè mày chịu không. Chị hiến kế ở Sóc Trăng đó, cái bà đó bà nằm toàn tay mẹ con, bà cái bộ cuộc cái chân của bà lại bà nằm ở trên, mẹ bà nằm ở trên cái chiếc xe bà nằm ở toàn tay vậy đó, ba người nó nhìn trời nhìn trăng, bà ngồi bà chữ có thằng chó nào dám đụng bà không đó, ngon đi. À, chị ơi chị phải nói quân đội Việt Nam chỉ có nội bộ xào xáo thì mới có cơ hội lật đổ chế độ độc tài, giờ đây đang là cơ hội vì thằng Trọng Lú nó đang ôm đích thằng Tập Cận Bình trong quân đội hiện tại. Ai ai cũng biết thằng Trọng Lú là thằng bát nước cầu vinh, mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích giờ đã rõ ràng càng ngày càng lộ ra, nên nếu một vài tướng đứng ra đảo chánh cứu nguy cho dân tộc Việt Nam khỏi tay thằng Tàu thì được tôn vinh ngàn đời trong sử sách. Ừ thì chị đã nói rồi, nhưng mà ở Việt Nam liệu mấy thằng quân đội nó có làm không, hay là nó nhát như con thỏ? Cái thứ mà vấn đề là nhát như chuột, vấn đề là lá gan thỏ hơi sức đầu nói, em hiểu không? Chị nghe nói thằng chó đẻ Trọng Lú nó giống như là vua đó, giống như là thái thú đi kinh hành vậy đó. Mẹ bắt đầu nó làm màu đó, nó chơi nổi, nó đưa lên chiếc xe nó giả bộ như là nguyên một băng tình báo qua Nam, không có bạc đặt cái bộ nó đi ra nó ngắm Hồ Gươm, nó coi dân tình sống như thế nào. Má mẹ mày, mày dám mày đi bộ ra Hồ Gươm không, mày dám mày đi qua đi đồ, mày chúng nó đập mày cái mặt mày như cái mền, nó bắt mày chết đi mẹ mày luôn, nó đặt làm trò. Bởi tao nói cái đảng đỉ là chuyên môn nó làm trò cái kiểu đó đó, lên trên xe không có người nào đi, trong toàn là phe của nó mặc cà vạt không đứng, tao nói y như một bầy chó cho nó, mà mày đặt những lời bảo vệ thằng già đầu bạc bán nước vậy đó, mà mày đặt những lời là đưa lên trên mạng được kia chính thống mà đặt làm trò. Ở ngoài Hà Nội tao chửi quá trời kêu chửi tan nát đào mồ quốc mã thằng Trọng Lốt này lên hết chịu, là mùng một Tết mày làm cho thiên hạ chửi. Ta nói dòng họ của thằng Trọng Lú này cũng vô phước lắm nè, cũng bạc bẽo lắm, đẻ ra một thằng súc vật này nè, để cho thiên hạ cả nước người ta lôi đầu người ta chửi. Tao nói tới đời con đời cháu của mày cũng ngóc đầu lên nổi đâu Lú ơi, là Lú tao cho mày, bây giờ mày ăn cái tiền hối lộ bán nước bán đất đi, mày ăn cái tượng đài Formosa gửi mày trên 50 kg vàng đi, rồi người ta cả nước nó nguyền rủa coi đời con đời cháu mày có ngóc đầu lên không. Tao cho mày biết, mày thấy thằng Lê Dũng không, mày thấy thằng Lê Dũng không,
Ngày xưa đó cái thằng Lê Dũng nó là tổng bí thư, nó cũng giống mày vậy đó. Mẹ nó ra tiền bạc nó biết bao nhiêu không? Nó ra lệnh đem bao nhiêu tấn vàng nó gửi con gái của nó qua bên Nga, rốt cuộc là đẻ bị Văn Quyết chết mẹ ở bên Nga luôn. Rồi bây giờ mày thấy con cái của thằng Lê Dũng bây giờ có thằng nào mà trước đây là cái bằng là làm đại gia, làm tỷ phú không? Tiêu tan hết trơn. Thấy không? Còn cái bản mặt của mày còn thê thảm nữa. Ý là thằng Lê Dũng là nó chưa có bán nước đó. Nói gì nói cho thằng Lê Dũng, nó chỉ chó đẻ, nó ngăn xong cấm chợ, nó bóp miền Nam thôi, nó đổi tiền rồi kia thôi, chứ nó chưa bao giờ nó bán nước. Thằng Lê Dũng là thằng chống Tàu Cộng Thảo vào cái thời điểm đó. Thằng Lê Dũng là cái thằng mà nó ra lệnh cho những là tất cả những cái băng nhạc ngày đó là phải ca những cái bài mà Thái Hậu Dương Văn Nga, Tiếng Trống Mê Linh đồ kia đó, là đoàn là chống thằng Tàu Cộng không, chứ không bao giờ mà những này là kêu bằng là nịnh thằng Tàu Cộng như bây giờ đâu nha. Chị ơi là chị, em kể chị nghe một câu chuyện chị ơi. Tất cả mọi người đều không thấy đường lọt trầm hết trơn rồi. Bắt đầu nó đưa lên cái bảng hiệu là hội người mù. Rồi nó đề là liên quan văn nghệ đảng cho ta sáng mắt sáng lòng. Tới chừng cả một bầy người mù, hội đoàn người mù lên trên đó ngồi để chuẩn bị phát quà Tết. Thì một thằng chó đẻ nó nói rằng, các bạn có thấy gì không ạ? Thì mọi người lọt trầm té nổ cũng nói theo, dạ thấy ạ. Nó thấy gì vậy? Dạ, thấy là đảng cho ta sáng mắt sáng lòng ạ. Nhưng mà con mắt nó bị lọt trồng mày không thấy mẹ chứ, cho nó dạy trước đó. Nó dạy trước để mà vấn đề là đi lên, để mà vấn đề là cái bằng là đảng là nhà nước, vấn đề là cái bằng là cho cái hội người mù mà. Cho nên nó dạy trước đâu, nó đàng hoàng hết trơn, mà tới nó nguyên một bầy nó kéo nhau người này nắm tay người kia đi rồi mẹ đã tìm đường. Chốc thằng Tổng lúc nó nói vậy đó, tìm đường để mà vấn đề là đi lên thiên đường xã hội chủ nghĩa, bắt đầu đi lên trên trển đó nghe. Bạn của chị kể bắt đầu, trời chị ơi, nắm nhau đi lên trển, cái lên trển cái con thằng nó hỏi chứ, chào mừng các bạn đã đến với hội người mù, các bạn có nhìn thấy gì không ạ? Trời ơi chị ơi, nó lọt tầm không ai thấy được, cho tự nhiên không có bị dạy trước lắm. Nói dạ thấy ạ. Nói các bạn thấy gì ạ? Nói dạ đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, cho ta mùa xuân ạ. Cái trời ơi, nguyên một bài vỗ tay, trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời. Tao nói chưa có một cái chuyện nào mà nó như ở tại Việt Nam cả. Người mù mà đi lên trên trển để mà đảng cho đồ Tết đó, mà cái băng rôn nó để cho vậy đó mà người mù nó nhìn nó thấy. Trời ơi, tao nói cái câu chuyện này mà đưa cho thế giới coi người ta cười, mà những này là cái bằng sặc sủa luôn. Tao nói cái đảng nó tuyên truyền, nó bịp bộm, nó láo khuyết tới mức độ như vậy đó. Người Việt ở bên đây ăn Tết tưng bừng đó, nó không dám nói tới đâu. Chị nghe kể lại cái đài Vĩnh Long con mẹ gì đó, bắt đầu nó tưng bừng lên, bắt đầu nó chiếu, nó nói rằng đó là cộng đồng của người Trung Hoa, người Trung Quốc, người Tàu Cộng ăn Tết ở bên đây như thế nào. Còn cộng đồng người Việt Nam đâu dám nói tới, nó sợ, nó không dám nói, nó không dám nói tới. Chị Lisa, cho Lisa biết bọn cộng sản đã rửa tiền bên Anh rất là nhiều. Có một thằng ở Bộ Quốc phòng của Cộng sản đã mua căn nhà 5 triệu đồng ở tại khu nhà giàu ngay London. Một người quen biết ở bên tòa đại sứ đã tiết lộ, thì bây giờ nó lấy tiền bạc ở trong nước Việt Nam thì nó qua bên đây nó mua thôi chứ có mẹ gì đó. Ở bên Mỹ này cũng vậy, nó xây những cái khu nhà giống là resort ở gần biển không. Nhưng mà Hoa Kỳ nó đâu thèm để ý tới đâu. Nó đâu có vấn đề là để ý tới đâu. Vấn đề là kêu bằng là mẹ nó ra mua thì nó cứ dựng nó lấm lấy tiền vô thôi, để nó hút máu hút mũ của người dân Việt Nam rồi nó qua đây nó mua thôi, có mẹ gì đâu. Chị nhận được một cái tin đó là bây giờ bắt đầu kể từ sau mùng 6 Tết khai trương rồi đó, thì cái đảng đĩ bắt đầu nó thu các cái loại thuế ở trên đầu của người nông dân cũng như là những người buôn bán. Các em chuẩn bị đi nghe chưa. Qua cái Tết này rồi đó, nếu nó không đổi tiền là có 1.000 cái thuế luôn, su cao thuế nặng, kêu phải xây tượng đài, kêu phải là đóng thuế phòng chống ma túy, kêu là phải vấn đề là đóng thuế để bảo vệ động vật thú y, kêu là phải đóng thuế để bảo vệ nông nghiệp, kêu đóng thuế bảo vệ phụ nữ, kêu đóng thuế là bảo vệ phòng chống thiên tai, kêu đóng thuế là vấn đề là cho quốc phòng, kêu đóng thuế cho
biên phòng, kêu đóng thuế cho người già, kêu đóng thuế cho người trẻ, kêu đóng thuế bảo hiểm, kêu đóng thuế nhà đất, kêu đóng thuế, vấn đề là tùm lum ta nói thuế ào 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 luôn. Nhưng mà các em thất nghiệp rồi nó đéo cho một đồng bạc nào. Mà người dân Việt Nam mà nó không biết nghĩ sao. Ở bên Mỹ này đó, mà các em làm những cái cơ sở mà các em đóng thuế rồi đó, các em thất nghiệp người ta cho các em ăn một năm trời như vậy. Bởi vì cái tiền thuế của các em nó phải đi vô đó. Còn ở Việt Nam các bạn đóng thuế cho nó đầy đủ hết trơn, thuế quốc phòng, thuế con mẹ gì đó. Mà vấn đề là các bạn có được đồng bạc nào hay không? Ở bên Mỹ này không có thuế quốc phòng nha. Ở bên Mỹ này không có thuế của phụ nữ nha. Ở bên Mỹ không có cái thuế vậy đâu à. Chỉ có cái thuế đóng thuế cho bản thân của mình, gọi là security thôi. Tức là cho bản thân của mình thôi, để sau này mình về già mình hưởng cái tiền đó thôi. Tức là các bạn làm cho đến 62 tuổi thì các bạn được retire, tức là các bạn về hưu. Khi các bạn về hưu thì các bạn lãnh 1.000 đồng cho những người mà không có đóng thuế hoặc đóng thuế ít, 1.000 đồng một tháng. Còn những người nào mà làm ví dụ là triệu phú mà ta thu nhập mà ta đóng thuế thiệt nhiều thì coi theo cái phần trăm để mà trả cho họ. Có nhiều người về hưu rồi mỗi một tháng họ lãnh 5.000 đô la. Ba với mẹ của chị đó, mẹ chị làm bác sĩ ở trong bệnh viện đó, về hưu đó là cái lương của bà một tháng đó là phải 7.000 đô. Các bạn thấy ghê gớm chưa? Còn ba của chị thì ít hơn, ba của chị thì chỉ có 3.000 đô thôi. Tại vì mỗi một năm bác sĩ bên đây là làm gần cả trên 500.000 cho tới 1 triệu đô la. Cho nên đóng tiền thuế rất là nặng. Cho nên khi người ta về rồi, người ta vấn đề là kêu bằng retire rồi, tiền của người ta vấn đề là cũng nhiều hơn. Nó như vậy đó. Chứ không phải là vấn đề là giống như cái đảng đỉ đâu. Nha. Cho nên người dân ở Việt Nam chuẩn bị đi. Nha chưa? Ừ. Các bạn không đóng thuế cho nó thì nó kiếm chuyện nó tới nó cướp nhà các bạn. Nó chuẩn bị nó đến vấn đề là nó tịch thu tài sản của các bạn. Để nó trừ thế mà nó ăn cướp bằng văn bản như vậy đó, nó ăn cướp ban ngày như vậy đó nha. Các cái loại thuế mà những này là Lisa, người ta đưa cho Lisa, đưa cho các bạn thì các bạn chuẩn bị tinh thần đi nha. Thuế lao động nông dân mỗi người phải 30.000 cho tới 50.000 đồng, rồi những thứ thuế khác cứ việc mỗi cái một chút cứ việc. Những người mà chạy xe sau này đó làm tài xế cũng vô bến vô bãi cũng đưa tiền, tiền thuế chó củi, thuế lợn lò, thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế xe, thuế sản vật, thuế chè, thuế nước, thuế mâm bài, thuế nước, thuế đèn, thuế nhà cửa, thuế chùa chiền, đến nỗi hoa hậu cũng thuế luôn. Đảng bây giờ nó dành luôn tới hoa hậu mà nó cũng chui vô trong lời của hoa hậu để nó kiểm duyệt coi coi mày được thi hoa hậu không, các bạn không thấy sao? Người mẫu hoa hậu bây giờ là phải qua những cái thằng chó đẻ nó kiểm duyệt nó mới cho đi vô trọng để mà đi thi hoa hậu. Tưởng sao đi vô trong trọng rồi mẹ nó đang nằm ngửa cho mấy thằng cao cấp nó đéo không à. Tao cho tao nằm đi, cho tao làm xong rồi tao mới đưa cho mày đi lên làm hoa hậu chứ ở đâu khi khơi mày nhảy vô vậy. Cha mẹ mày sanh đẻ mày ra mày ngon quá mà nhìn mày mơn mởn, nhưng mà trời ơi là trời, tuổi em 13 như chưa chồng, anh như con gà trống, em muốn chồng nôn nóng lại đây anh giải quyết cho em. Trời ơi, tao nói mà đặc đỉ là nó như vậy đó. Chứ sao? Chứ đâu mày đó. Tao nói đến nỗi hoa hậu mà nó cũng chui vô trong quần để nó kiểm tra, nó mới cho đi thi. Nó coi coi cái lờ méo hay lờ tròn đẹp hay không. Nó hưởng thụ trước rồi bắt đầu nó mới năng xê lên. Con nào ở Việt Nam các bạn thấy đó toàn là đỉ cao cấp không à? Các bạn thấy không? Hoa hậu thì đi làm chủ má mì. Còn con nào nó thấy Việt Trinh không? Giả bộ mẹ nó ra đi qua lấy thằng nào ở bên đây. Những này là đại gia đại du chứ nó đéo mẹ đời. Rồi bắt đầu giả bộ nó chơi game nha, nó chia tay. Mà trước khi mà nó ở với cái thằng này nó Lisa nghe nói là nó đã đéo mấy thằng ở Việt Nam mẹ nó, cho là mấy thằng làm lớp mà nâng sơ cho nó lên nó đéo rồi, nó đéo rồi đó. Bây giờ thằng Việt Kiều bên đây mẹ mang tiếng là đại gia để tao mua gái, còn Trinh tao tiền bạc nha để ở trong cái con mẹ nó, mày mất mẹ Trinh là mày còn gì. Trước khi mày vô tao là mày đã đéo gần cái chục thằng ở trên, nhưng mà là ban văn hóa thông tin nó trở nó mới đưa mày lên cho bộ trời đó. Ơi giật mặt hoài, tao nói bất cứ cái gì ở tại Việt Nam cũng là điều như vậy hết trơn á. Trời ơi, tới nỗi hoa hậu mà trong tương lai nó cũng chui vô trong trọng luôn để mà nó kiểm tra luôn. Chị nghe nói là chuẩn bị năm nay nó cho chúng mày là thanh niên đi ra để đứng đường. Mấy em mà nhỏ nhỏ bây giờ đó bắt đầu đi ra ngoài đứng đường.
Bởi vì nhà đồ thằng Tàu nó đưa đầu độc vô, bây giờ đồ mẹ nó ở nước Việt Nam bây giờ nó cỡ giống như mình béo nhiều lắm, cho nên đưa mấy thằng trai tơ sinh viên rồi kia nó đi ra đứng đường ngoài á, để mà những này là cho nó mẹ nó mấy cái thành phần mà những này là kêu bằng nó làm đồng tình luyến ái, nó đem về để mà những này là ăn ở với nhau. Còn ấy là đưa mấy bà nào mà sồn sồn đó, những này là bà nào mà già đại gia đó, kéo đầu mấy thằng nhỏ này vô để mà những này là kêu bằng là vô giải quyết sinh lý cho mẹ, chứ trong tương lai nước ngoài nó vô Việt Nam nó du lịch là toàn là như vậy không đó. Bây giờ hết gái đi ra ngoài làm đĩ rồi, giờ tới trai cũng bắt đầu đi ra làm đĩ luôn đó. Ở Việt Nam bây giờ những này là ta nói hả, ai mà như hết đát rồi đó, nghe kể bà đó kể tội nghiệp lắm. Hỏi tôi nói thiệt với cô Lisa đó, hồi nhỏ tôi là gái bắn ba, tôi nói ồ tội nghiệp vậy nó. Ừ bây giờ già rồi nó không có chơi nữa, bây giờ về ở sớm giá bộ mở ra cái quán nước làm trà đá ôm, thì bây giờ hồi đó thì phục vụ cho mấy cái người mà dân chơi trên xài thành, bây giờ về quê thì dân xe lôi xe kéo gì đó cũng mẹ nó chạy tới đây nó ôm để nó đưa tiền cho mua gạo ăn cũng được nữa. Thậm chí thằng cha đó chạy xe mẹ nó không đa ôm cầm cục thịt lại dưới đây là cũng đè ra chịch được nữa, chịch xã giao đưa cục thịt để kho ăn 3 ngày. Trời ơi tao nói thiên đường xã hội chủ nghĩa mà nó vậy đó. Cho nên bây giờ này trong tương lai yên tâm đi, quán ốc ôm cái gì cũng ôm, thấy không, ở Việt Nam gì nó loạn lên đó. Bà già đó em mà 80 tuổi rồi đó cũng bị hiếp dâm như thường, thằng 17 tuổi vô nó hiếp dâm bà già 80 tuổi, nó xã hội nó loạn lên như vậy đó. Đảng đĩ nó cai trị hay quá mà, trời ơi đảng chấp cánh cho đi lên trên thiên thần mà, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Chị Lisa ơi, mùng 2 Tết chị tụng cho lũ dư luận viên vào đi chị, có thằng chó đẻ nào mà dám vào đây đâu em, mà ngồi đó mà tụng không có thằng nào mà dám vô đây hết trơn á. Chị coi coi những này là trời tin tức nhiều lắm, chị không có trả lời cho các em được nha. Chị ơi chị, em nghe nói giữa tháng 2 có đổi tiền thật không vậy chị đã nói rồi, dù sao các em cũng phải lên là những này là chuẩn bị ha, chuẩn bị tinh thần nó sẽ đổi thôi, nó không thể nào mà nó không đổi được. Với cái nền kinh tế mà lụng bã như thế này, các em thấy Tết đó, mùng 1 Tết mà như cái chùa Bà Đanh các em thấy không, ở những nơi kia người ta đâu có thèm luật lệ mẹ gì, nó đốt pháo tưng bừng hoa lá luôn, chỉ có các em những này là ngu, các em những này là ở miền Tây chấp hành tốt quá thì nó vậy thôi nha. Chấp hành tốt quá nó vậy thôi, nó sẽ vấn đề là kêu bằng là ấy thôi nha. Tức quá chị ơi, chị chửi cho chết mẹ nó đi chị ơi. Đi nguyên một xe chỉ có đám lũ tình báo Hoa Nam tụi nó thôi, có một người dân nào đâu mà nó mị dân. Lũ chó này không biết nó như thế nào chị ơi. Nó nói rằng tổng bí thư đi xe bus Bắc Bộ chúc Tết người dân, báo chí đưa lên rần rần kìa chị. Mẹ chị nghe nói rằng cái đường ở đó đâu có cho xe bus nào mà tiến đường đó đâu, chỉ có khi nào giờ cao điểm mà người dân đi ra biểu tình đó thì nó đưa xe bus tới để nó hốt mẹ người ta đi thôi, chứ có xe bus nào mà đi tuyến đường đó đâu mà đặt giả bộ. Trời ơi ngay cái tuyến đường đó chị nhận được bên Hà Nội người ta nói tuyến đường đó là chỉ có đường mẹ nó xe bus đó, nó cặp để mà nó bắt người biểu tình đó, ai đi ra mà biểu tình chắc thằng chó đẻ Tàu Cộng là nó hốt mẹ lên trên xe thôi. Tự nhiên thằng chó đẻ Trọng Lúc nó đâu dám đi mấy cái đường bên ngoài mà có người dân thấy đâu, ta chửi nó sao, cho nên nó lựa vô những cái đường nào mà không có tuyến xe bus để bộ nó đi vô trong trọng, rồi bắt đầu nó nói nó bắt bộ để nó cùng với người dân, thì tại vì trong đường đó mà đâu có xe nào chạy, chỉ có mình nó vô thôi à, cho nên khi nó vô rồi nó giơ tay nó chào tất cả mọi người là ok, thấy không đó, vui không? Cô ơi cô, con muốn được như cô lắm, nhưng xã hội Việt Nam làm sao mà được như cô ơi, chỉ cần vừa lên tiếng thôi là nó bắt nó đánh cho nhừ tử, con sợ nó đánh cho nhừ tử thì con cứ sống cuộc đời con như vậy hoài, con cứ sợ nó quá thì con cứ như vậy hoài, con run con sợ quá thì cuộc đời của con như này là không thấy mùa xuân thôi, chứ có mẹ gì đâu, có gì đâu phải nói nha. Tự do phải đổi bằng máu, cô chỉ nói với con như vậy thôi. Chị ơi chị thông báo cho mọi người dân nghe và kêu gọi người dân ở tại Sóc Trăng, người dân Sóc Trăng hiền quá chị ơi, Tôn Hoa Sen nó mới mở chi nhánh ở tại xã Sông Phụng, huyện Long Phú, đoạn quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc Sóc Trăng kìa chị. Em thấy rào kín mít hết chị ơi, mà lạ là nó rào ở phía sau chi nhánh chứ không rào sân trước. Em ở gần đây nên thấy lo quá chị ơi, là chị không biết sao bây giờ chị ơi. Thì nước Mỹ nó mở một cái vấn đề là kêu bằng là tiếp tục Formosa 2 để mà cái âm mưu nó là giết cái vấn đề là miền Tây mà. Nó giết miền Tây cho vấn đề là người dân chết mà.
người dân dễ giết lắm, miền Tây mà nó nhìn nó nghiên cứu nó thấy rồi. Tại vì nó đem mấy cái thằng đầu bò tại miền Tây đó đi vô và đặt làm tay sai cho nó đó. Mấy thằng đầu bò, ốc chó, mấy thằng văn phòng, mấy thằng công an ở dưới này là miền Tây ngục. Nghe lời của tụi tình báo Hoa Nam cho nên dân nổi lên là đập mẹ nó trơn, giết mẹ nó trơn, tìm cách mà đập cho nó chết mẹ nó trơn. Bởi cho nên giờ không ai nổi lên mẹ nó trơn, còn cái lắp chó tụi bay không, nó mai này tụi bay chóc đi. Mai này thì mẹ thằng Tàu nó qua nó đầu la làng lên kéo dân ra, mẹ dân nó sợ nó cũng dám ra đâu. Bởi vì tụi bay đã làm cho người dân nó như vậy rồi, còn cái tinh thần gì nó đâu mà chóc. Còn cái tinh thần gì nó đâu mà chóc. Đó, sau này tụi bay giỏi quá tụi bay ra tụi bay đánh thằng Tàu đi đó, tập đoàn rồi cái nó vô nó xả thải cho tụi bay ăn chết cái mẹ tụi bay rồi đó, tụi bay làm đi đó. Nhưng mà ai cái lũ chó đẻ chẳng đây là đầu bò này, nó không có làm đâu. Ngục, nghe lời của cái đặc đĩ, nghe lời tình báo qua năng. Chị Lisa ơi, sao cộng sản nó đàn áp người dân công giáo dữ vậy chị, còn người Phật tử thì sao nó không đàn áp hả chị? Công giáo cứng đầu, công giáo nó không có trà trộn vô được, chỉ cần nó trà trộn vô là người ta phát hiện ra liền. Ông cha nào là phải được phong thụ lên đàng hoàng, ta giáo dân nó biết, cho nên ông nào mà lên mà nói chuyện lạng quạng là nó đâu có nghe, cho nên nó phải đàn áp công giáo thôi. Còn Phật giáo là nó len lỏi vô được, nó làm được, nhưng mà là chùa quốc danh. Nói ở Việt Nam cũng có nhiều ngôi chùa người ta đàng hoàng lắm, những vị thầy hòa thượng vô nói chuyện với Lisa trong đây nhiều người cũng tu đàng hoàng lắm. Bởi vì họ bị bắt buộc cho nên giờ họ không làm được cái gì cho họ im lặng thôi, chứ có những người ta vô đây ta nói chuyện cũng đàng hoàng, ta tu cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà thôi, ắt lai ắt báo mà. À, ngày xưa những này là chống chế độ của Ngô Đình Diệm quá trời quá đất mà. À, rốt cuộc rồi nó nghe lời cộng sản nó cho nó dụ, nó nói những này là sau này những này là ủng hộ nó đi, nó đi lên rồi nó để cho tự do tôn giáo. À, muốn làm gì làm, ai muốn làm gì làm đó, giờ tự do không. Bây giờ chùa quốc danh là vô nó phải bóp hai cái ổ khóa. À, chỉ có nó có chìa khóa của nó thôi, rồi sư có chìa khóa của sư mới mở tiền ra được. Chị nghe nói mấy cái chùa quốc danh bây giờ họ bắt đầu là họ chơi cắt cớ với đảng luôn nữa, bắt đầu họ lấy cái cây thước đó họ để keo hồ dính nó trong cái đó, họ cầm sợi dây họ thọt vô trong cái thùng tam bảo để mà cho nó hết dính tiền vô, hễ tiền với giấy keo là nó dính vô, bắt đầu kéo từ từ lên bắt đầu rút tiền ra. Cho nên khi mà những này là nó nửa tháng một lần ở trên những này là quỹ ban á, hay là ở những này là phường, nó kêu nó chạy tới nó cầm cái chìa khóa để mở ra để mà lấy tiền á, không có đồng bạc, nó chẳng thậm chí nó để chừng vài tờ leo que trong rỗng. Nó nói trời, Phật tử giờ nó biết rồi, nó có cúng nhiều đâu. Đó, tao chỉ cho mấy thằng chó đẻo quỹ ban tụi bay đó, bây giờ nó đầu trọc quốc danh, bây giờ đó mẹ nó quả rồi, nó kiếm tiền để nó sắm iPhone 7 đó, cho nên bây giờ nó rút mẹ tiền vậy đó. Tao nói cho nghe, trong dịp Tết này tao nói cho nghe. Bây giờ tới nỗi trong chùa nó cũng ma giáo vậy đó. Các bạn biết cái thùng Tam Bảo có cái có cái gạch nhỏ không, có cái gạch nhỏ mà để tao nhét tiền vô trong trọng đó. À, bây giờ nó chơi một cái cây thước hoặc là cây sắt, nó tẩm mẹ nó cho những này là keo hồ kia nó dính nhớt lầy như vậy đó. À, rồi cái nó để cọng dây toàn teo nó xuống dưới, nó quay 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 hồi nó kéo lên trời ơi, giống như câu cá. Tao lấy tiền mẹ nó ra, nó bu vô trong cái cây đó lên, nó rút từ tờ từ tờ từ tờ ra, trời đất quỷ thần ơi. Vậy thôi. Ừ, chị nghe kể chị hết hồn luôn, chị cười, chị nói đâu sao đâu, làm cho tôi coi coi, quay video cho chị coi nè. Nhưng mà chị bí mật chị không nói cái chùa đó cho các em nghe đâu. Giờ người ta nó ở chung với quỷ là giờ nó phải vậy đó. Chị ơi, chị bá tánh bá gia tới, chứ là trong chùa tiền điện nó cũng không đưa, cái gì cũng đưa mà nó bắt phải là chia hai, tức là người ta đóng vô tiền mà vô đó là cứ nửa tháng vận tháng nó tới nó đếm tiền nó chia hai ra, chùa đâu có đủ tiền đâu mà để những này đóng tiền điện. Cho nên bây giờ trụ trì bắt đầu cho mấy thằng đệ tử ở trong rổng nó bắt đầu là nó chơi cái màn như vậy đó, mẹ nó lấy cây nó thọt vô nó móc tiền lên. Thật thà ghê không? Tao nói thật thà vui ghê không? Tao nói ở trong một cái chế độ mà đảng đĩ mà nó làm người ta không sống nổi nữa thì phải vậy đó. Bây giờ tao nó trong chùa mà nó còn phải như vậy đó, các em biết không sao? Em đi học trong trường thì thầy dạy đạo công giáo là của Pháp, nó xâm lược Việt Nam và để lại tàn dư đạo công giáo chị ơi. Vậy theo chị, đạo công giáo có trước hay là Pháp xâm lược Việt Nam rồi mới có đạo công giáo hả chị? Trời ơi, nó nhồi sọ tụi em thôi. Mẹ, đạo công giáo người ta có từ thời trước thằng Pháp từ thời nào tới bây giờ rồi. Bây giờ nó vô nó nói với em như vậy thì em cứ nghe nó đi, bởi vì nó biết tụi em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em, cho nên nó
em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra bộ. Thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra bộ. Em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra bộ. Thành phần nhỏ, nhỏ nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó em là những cái thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó thành phần nhỏ, nó dễ dụ tụi em cho nên nó ra bộ.